2019 cho nên giao lưu với tất cả quý vị. Em cũng xin thay mặt anh em nghệ sĩ là cảm ơn các anh các chị luôn dành những cái tình cảm đặc biệt cho anh em nghệ sĩ chúng em và một ca khúc để gửi tặng đến cho tất cả mọi người ở đây. Đó là một ca khúc hát rồi sẽ biết, xin mời anh chị cùng nghe. Ok. Em anh muốn anh muốn yêu em đậm sâu, đã bị nâng nhập rồi. Em, anh đã thương em từ lâu. Em, anh muốn yêu em. Lâu lắm rồi không được nghe Tuấn Phong hát. Quý vị nổ vào tay thật lớn cho Tuấn Phong đi ạ. Hey.